Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Kính thưa quý vị và các bạn, mặc dù quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tuyên bố radar cảnh giới 96L6 thuộc tổ hợp phòng không S-400 chai trong trạng thái đã bình thường và dễ dàng phát hiện tiêm kích tàng hình F-35 từ xa, nhưng kết quả khi thực chiến có thể sẽ khác hẳn. Chúng ta biết rằng tại thời điểm cuối năm 2019, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành thử nghiệm radar cảnh giới của hệ thống tên lửa phòng không S-400 Chayum mua từ phía Nga và thu về những kết quả rất ấn tượng. Trong bài kiểm tra, không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã huy động các tiêm kích F-16 Fighting Falcon, F-4E Phantom II, cùng trực thăng tiếp cận ở nhiều cự ly với hướng và tốc độ khác nhau. Bất chấp mọi biện pháp lần tránh, Sada 96L6 đều nhận biết được mục tiêu để truyền dữ liệu cho kiểm soát Sada hỏa lực làm nhiệm vụ phóng đạn giả định để tiêu diệt. Thổ Nhĩ Kỳ đã gây sốc cho phương Tây khi công bố radar 96 l 6 phát hiện được tiêm kích M-16 từ cách xa tới 600 km. Không chỉ có vậy, Ankara còn tiết lộ radar 96 l 6 nhận ra tiêm kích tàng hình f 35 Lightning II của Mỹ khi nó bay trên biên giới Syria và Iraq, cách 450 đến 550 km tính từ vị trí triển khai. Họ khẳng định khí tài trên có khả năng theo dõi F-35 trong mọi giải độ cao cũng như cự ly tính năng của nó đã vượt xa sản phẩm trang bị cho tổ hợp Patriot hay hệ thống phòng thủ tên lửa TASS do Mỹ sản xuất. Trước đó ít lâu, cũng đài radar 96L6 thuộc tổ hợp S-400 được Nga bố trí tại căn cứ không quân Haymin tại tỉnh Latakia của Syria đã bắt được chiến đấu cơ F-35B thuộc biên chế không lực Hoàng Sa Anh cách xa tới 400 km khi chúng bay luyện tập trên biển địa Trung Hải. Kết quả trong tập luyện của Sada của tên lửa S-400 với F-35 rõ ràng, cực kỳ ấn tượng. Tuy nhiên vấn đề cần lưu ý ở đây là thành tích trong thực chiến lại khác hẳn. Bất chấp việc phòng không Siri cũng có radar 96L6 có trong trang bị, nhưng khí tài này lại chẳng thể phát hiện ra tiêu kích f 35 Idea của Israel khi nó rất nhiều lần tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ của họ. Chỉ đến khi mảnh bom đường kính nhỏ GBU-39SDB, một vũ khí tấn công đặc trưng của máy bay F-35I được tìm thấy trong đống đổ nát, thì lực lượng vũ trang Syria mới biết mình đã phải đối mặt với phương tiện tác chiến nào, còn trên màn hình radar hoàn toàn không có tín hiệu. Lý do là vì sao? Nguyên nhân được giải thích rằng trong các chuyến bay trinh sát hoặc luyện tập, F-35 luôn hoạt động ở độ cao lớn và đeo thiết bị làm tăng diện tích phản xạ radar RCS có tên Lunar Lens, khiến cho chỉ số RCS của nó chẳng khác gì tiêm kích thể thứ tư Lunenburg lens cấu tạo bởi một ống đối xứng hình cầu, có thể phản xạ hoặc hội tụ sóng tùy theo hướng phát, có chức năng giả lập diện tích phản xạ radar để đánh lừa đối phương. Nói một cách khác, khi đeo khí tài trên, tức là máy bay tàng hình đã thực hiện thao tác chấp điểm lợi thế. Bởi vì khi đó chỉ số RCS của nó đã tăng vọt. vượt làm trên không nhằm mục đích nào khác ngoài che giấu tham số mật, bảo toàn lợi thế cho mình và gây bất ngờ cho kẻ địch khi lâm trận. Khi tác chiến thực tế, tiêm kích F-35 sẽ tháo bỏ thiết bị Lunarburg Lens, thực hiện đường bay thấp bám theo địa hình, lợi dụng địa hình địa vật để lẩn tránh radar và còn mang theo khí tài tác chiến điện tử. Điều đó khiến cho việc phát hiện ra nó khó khăn hơn rất nhiều, thậm chí gần như bất khả thi đối với radar chuyên làm nhiệm vụ ở giải độ cao lớn như 96L6 của S-400. Chuyển sang một thông tin khác mới nhất vừa được truyền thông Nga đăng tải. Các tổ hợp phòng không Panzer S1 của nước này đã bắn hạ ít nhất 47 UAV Barata TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ tại Libya. Đây đều là các máy bay không người lái loại Bayrata TB2, một trong những loại máy bay không người lái hiện đại nhất của Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay. Chỉ mới cách đây nửa năm, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố đã chiến thắng Nga tại Libya. Tuy nhiên, ngay cả khi Ankara chiến thắng, đây rõ ràng là một chiến thắng đắt đỏ. Con số 47 máy bay không người lái Bayrata bị bắn hạ cũng được cho là không phản ánh chính xác. Nhiều khả năng, số lượng UAV của Thổ Nhĩ Kỳ bị rơi tại Libya còn cao hơn gấp nhiều lần. Tác giả đã viết cổ thành công rất nhiều máy bay không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng ở Libya, không ai khác, chính là các tổ hợp Panzer 1 Truyền thông Nga cho biết, các tổ hợp phòng không Panzer 1 đã tỏ ra nhạy bén sớm bắt bài các chiến thuật được UAV Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng. Nếu thông tin trên là chính xác, Ankara chắc chắn cũng đã có một phần lỗi lầm trong việc để hàng loạt máy bay không người lái bị bắn hạ ở Libya. Trong đó sai lầm lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ đó là không chịu thay đổi chiến thuật, rút kinh nghiệm hay tổ chức đánh giá sai lầm thực lực của đối phương. Theo báo cáo trước đó, tổng cộng đã có 9 tổ hợp phòng không PzS-1 của Nga bị tiêu diệt trên chiến trường Libya trong khi đó phía Thổ Nhĩ Kỳ mất 47 máy bay không người lái. Thiệt hại này tương xứng với việc Moscow mất 118 triệu đô la, trong đó Ankara phải tốn số tiền là 245 triệu đô để sản xuất 47 UAV Bayrata, nghĩa là hơn gấp đôi phía Nga. Pantsev-1 hiện nay được đánh giá là tổ hợp phòng không tầm thấp hiện đại bậc nhất của Nga. Loại vũ khí này mới chỉ được Nga đưa vào sử dụng từ năm 2012, có giá thành khoảng 14 triệu đô la cho mỗi một tổ hợp. Tổ hợp pháo tên lửa phòng không này của Nga có hai cơ cấu vũ khí, trong đó bao gồm vũ khí chính là dàn tên lửa phòng không tầm thấp, vũ khí phụ là hai khẩu pháo tự động 2A38 cỡ nòng 30 ly. Các tên lửa này được sử dụng trên tổ hợp có khả năng khai hỏa và tiêu diệt mục tiêu ở tầm xa tối đa 18 km. Trong trường hợp các tên lửa thất bại trong việc tiêu diệt mục tiêu, hai khẩu pháo trên xe sẽ đánh chặn mục tiêu từ khoảng cách 3 km. Theo quảng cáo của người Nga, Hệ thống radar của Panzer 1 có khả năng đeo bóng mục tiêu từ khoảng cách tối đa 28 km, phát hiện mục tiêu có kích thước nhỏ chỉ từ 2m2 trở lên. Bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn like, share và để lại bình luận bên dưới video. Xin chân thành cảm ơn.